5 cách giải quyết cảm giác thất bại trong công việc. Thứ nhất, đối mặt với thực tế, đừng trốn tránh hay giấu giếm những thất bại mà bạn gặp phải trong công việc. Thay vào đó, hãy đối mặt với thực tế và chấp nhận rằng thất bại là một phần của quá trình học hỏi và phát triển. Thứ hai, phân tích nguyên nhân. Hãy xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân của thất bại. Có thể do thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hay một số yếu tố khác. Việc phân tích nguyên nhân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mình và tìm cách khắc phục. Thứ ba, học hỏi từ kinh nghiệm. Thất bại là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy tìm ra những bài học mà bạn học được từ thất bại và áp dụng chúng vào công việc của mình. Thứ tư, tìm nguồn động lực mới. Hãy tìm nguồn động lực mới để tiếp tục phát triển bản thân và giữ vững tinh thần làm việc. Đó có thể là đồng nghiệp, gia đình, bạn bè hoặc một người cố vấn tâm lý. Thứ năm, đặt mục tiêu mới. Hãy đặt mục tiêu mới và tập trung vào những gì bạn có thể làm được. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào tương lai và tránh dừng lại với quá khứ.